Xin chào anh em nha. Hôm nay mình hướng dẫn cho anh em cài camera xoay 360 độ bản Immerlab quốc tế của Xiaomi. Đây sản phẩm bên mình phân phối. Đấy, con này thì nó có độ nét 2K, quay camera ban đêm siêu đẹp, có chức năng bắt chuyển động, rồi gọi điện liên lạc giữa hai bên. Đây, bây giờ anh em cắm nguồn điện vào nhé. Đấy, sau khi cắm nguồn điện thì đèn vàng của camera đã xuất hiện. Anh em vào ứng dụng. Đấy, anh em chờ một tí. Đấy, camera nó sẽ xoay. Scan QR code to pair the device. Waiting for connection. Rồi. Anh em vẫn là hệ sinh thái của Xiaomi nhá. Anh em cài cái phần mềm Mi Home này. Phần mềm Mi Home này. Và lập tài khoản. Theo dấu này giống như lập tài khoản của Zalo thôi. Đơn giản có 7 bước là xong. Mình sẽ gửi cái hướng dẫn lập tài khoản này kèm theo video. Đây, mời anh em bấm vào Mi Home nhá. Rồi, sau khi bấm vào Mi Home rồi thì anh em vẫn là phương pháp cũ. Check hồ sơ. Ở phần cài đặt anh em nhớ chọn cái phần vùng quốc tế nhé, để đầy đủ tất cả các sản phẩm của Xiaomi. Đấy, sau đó anh em quay trở lại màn hình chính và chọn dấu cộng để thêm thiết bị. Đây, chọn phần trên cùng. Trong mục này anh em chọn phần máy ảnh nhé. Phần máy ảnh này là phần tất cả các thiết bị liên quan đến camera. Cái này thì anh em nếu như mà ai có sản phẩm nào mà nó có QR code ấy, thì anh em quét QR code, mà nếu như không có ấy, thì anh em chọn phần thêm thủ công nhé. Rồi sau đấy mình tìm vào cái phần camera của bản này ở trên cái list của Xiaomi nhé. Đây, anh em tìm ở trong cái phần này cho mình là cái chỗ Waiting for connection. Đây, camera A1 nhé, Immerlab Home Security Camera A1. Đây, anh em tích vào đây. Đấy, nó sẽ ra cái phần này. Ở sau này người ta hướng dẫn cho mình là ấn vào cái nút reset nếu đối với trường hợp là camera này đó đã kết nối ở một cái điểm nào đấy rồi. Còn đối với các sản phẩm mới bóc hộp thì anh em không cần nhé. Anh em chỉ cần là ấn vào tích chọn và ấn tiếp tục. Ở chỗ này anh em chọn camera wifi của nhà mình nhé. Lần đầu tiên cài đặt thì nên để gần với cái camera của nhà mình, gần với bộ modem wifi của nhà mình nhé. Sau đó anh em ấn tiếp tục, ấn mật khẩu của wifi vào, gõ mật khẩu wifi của nhà mình vào, sau đó tiếp tục. Đấy, bây giờ nó ra một cái mã QR code như này. Thì công việc đơn giản nó giống như tất cả các dòng camera khác. Anh em chỉ cần chiếu cái mặt camera này vào cái màn hình này này. Đấy. QR code scanned successfully. Đấy, sau khi nó nhận một thông báo nha, thì đèn camera nó sẽ chuyển đổi từ đèn vàng sang đèn xanh. Và đèn xanh đứng im và rất là nhiều giọng nói, nó rất là nhiều câu nó nói ra từ camera. Sau đấy anh em, sau khi đèn xanh đứng im nha, anh em chờ cho đến lúc nào đèn xanh đứng im nha, mình nhắc lại là chờ đến lúc nào đèn xanh đứng im thì anh em bắt đầu ấn tích chọn và tiếp tục. Bây giờ là chờ một lúc để quá trình cài đặt được hoàn thành, kết nối được hoàn thành. Đấy, chỉ mất có mấy giây thôi mà. Sau anh em ấn xong nhá. Và chỗ này thì anh em chọn phòng gì cũng được. Trong nhà anh em có phòng khách, phòng ngủ các kiểu thì anh em chọn và ấn tiếp tục. Và đặt tên máy ảnh. Đặt tên thì anh em đặt tên camera ngoài trời, camera trong nhà, cái nào thì anh em đặt, thích đặt tên gì đặt. Ấn tiếp tục nhá. Đấy, sau khi và hoàn tất công việc, chờ một lúc. Đây, chỗ này thì anh em vẫn chấp nhận này. Vẫn chấp nhận này. Đây, như vậy là nó sẽ sóng phần camera. Đây, giới thiệu với anh em thấy không? Siêu đẹp luôn. Ảnh lúc này thì anh em có thể xoáy được 360 độ. Đây. Không? Đấy. Anh em cứ xoáy theo ý mình thôi. Đấy.
nó xoay đúng 360 độ cho anh em. Rồi, có thể anh em xoay lên, xuống, trái phải đây đúng nhá. Nó sẽ anh em tích qua đấy màn hình một lần nhá. Nó có phần này là tạo chế độ ngủ cho camera, tức là camera sẽ không hoạt động. Chỗ bên tự động này thì anh em sẽ có nhiều cái lựa chọn về chế độ xem video như thấp, cao và tự động theo tín hiệu của mạng. Ở đấy nó có cái mục là bật âm thanh ở trong phòng cho anh em nghe. Chỗ này thì là chụp ảnh lại màn hình. Cái này thì gọi là quay video, và một cái nữa là phóng to màn hình ra để cho anh em xem. Và tất nhiên thì nó sẽ có cái phần gọi điện thoại để đàm thoại hai bên của camera, nó nằm ở chỗ này. Đây. Đàm thoại camera đây. Đấy. Trong cái mình giới thiệu qua một tí trong cái phần cài đặt nhá. Trong phần cài đặt nó có cái phần cài đặt camera. Đến cùng thì anh em sẽ chọn đấy, thì nó sẽ chế độ media on này, chẳng qua là nó đổi cái biểu tượng điều chỉnh ở ngoài thôi, quay về biểu tượng gốc, anh em có thể off nó đi. Rồi khi cài đặt hình ảnh ấy, thì nếu như anh em mà lắp ngược camera trên trần xuống ấy, thì anh em phải chọn cái mục là xoay hình ảnh nhé. Đây, đấy, xoay hình ảnh. Sau khi ấn xoay hình ảnh thì anh em ấn tích chọn đồng ý là tự động camera nó sẽ xoay. Khi đấy ví dụ như trường hợp là lắp ngược trần ấy, thì lắp ngược trên trần xuống ấy thì hình ảnh nó sẽ thuần để cho mình xem hơn. Ở trong này thì có rất là nhiều mục cài đặt, thì nói chung ở trong mục này thì anh em không cần phải điều chỉnh quá nhiều, gần như là mặc định của sản phẩm là được. Đấy, còn nếu như anh em nào gắn thẻ nhớ vào ấy, thì trong cái phần bộ nhớ thì anh em sẽ nhìn được thấy trạng thái của thẻ nhớ nó nằm ở đây. Đấy, mình chưa gắn thì nó ghi là không có thẻ nhớ. Thẻ nhớ thì tùy anh em lựa chọn thôi. Đấy, độ nét nó rất là cao luôn. Độ nét con này gần như là đứng đầu bảng của camera Xiaomi, cho nên anh em hoàn toàn yên tâm. Đây, ở dưới này nó có các cái mục như là giám sát chuyển động này, rồi phát lại, tức là nếu như thẻ nhớ nó đã lưu hình ảnh, nó đã lưu trước đó thì mình có thể xem lại này, gọi điện thoại để đàm thoại hai bên này. Và đây là những cái mục mà mình quay phim chụp ảnh lại ở trên camera thì nó sẽ nằm ở trong mục album này. Đấy, rồi tất cả nó đã nằm ở trong cái link này nha. Rồi, cảm ơn anh em nhé.